cả mấy cái bác là hôm những hôm rét này là phải cho trong cho nhà chim cho trong nhà. Các bạn nên làm một cái khay như thế này để nó hứng nước đáy, hứng phân. Còn rơm thì các bạn để lót cái tầm mỏng như thế này thôi. Mỏng như này thôi thì nó tách cái phần sắt này lạnh này và nó có cái bấu, nó bấu vào đây này để nó đôi này, những cái đôi này toàn đôi thổ nhá, thì vừa xuống ổ chiều này. Đó. Mình bán 600 một đôi. Nếu mà mình bón được những cái loại như thế này thì yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru của bầm. Vừa chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy ba ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chảo hào. Đấy, những bạn những cái đôi như này các bạn bón cho nó. Đấy, các bạn nên làm đúng quy trình như mình như này. Thực ra các bạn nuôi nhiều nó cũng rất là tốt. Ở cái phần này là mình lấy băng dính, mình giấy bóng mình quấn kín mít hết nhé. Xung quanh này là kín mít nó tránh tránh gió. Đấy. Tí nữa mình phải quấn nốt cái đoạn trên này xong bắt đầu mình đậy cái nắp lên trên. Nó ấm, nó không buốt. Úm chim vào mùa đông này rất là vất vả, nhưng mà nếu mà úm được thì lại rất là ok, sau này nó rất là được mùa. Thì mình úm đến lúc nào biết mổ thì mình để cho các bác. Chắc các bạn không biết ở chỗ này là bao nhiêu con chim cả, bởi vì nó cứ đông nhau, nó rúc vào đây thôi. Đấy, con to nó ủ con bé nó lại nằm cạnh con bé, nó cũng như kiểu mẹ nó u cho nó thôi. Đấy, thực tế là ngoài trời lúc này rất là lạnh, nhưng mà mình phải để vào trong nhà này. Mình ví dụ một đôi như này, đây là một con này có thể bán cho các bác một đôi là các bạn về các bạn bón tầm này là đẹp rồi. Ừ. Cu gáy mái mình rất nhiều, bụi bụi cát cuộc đời ạ, cu gáy mái rất nhiều. Đấy. Ấm áp đúng không? Đôi. Anh em nhé. Anh em có gì gọi điện thẳng cho mình nhé. Mình phát live stream mình không. Đấy, anh em nào mua chim theo kiểu như nào, alo cho mình. Đấy, nông đuôi dài tầm khoảng 1,5 phân. Loại này thì nó các bạn mùa đông các bạn mới bón các bạn cứ bón tầm này, còn như mình thì mình bón tầm này nó non hơn. Đấy. Nhưng mà thế các bạn thấy không, nó đông nhau, nó rất là úm. Đấy. Rất là ấm áp đúng không ạ? Ok, bạn về chắc bẻ là tốt rồi. Thông báo lên các bác là hôm vừa rồi là có hai bạn dự đoán kết quả bóng đá thì đều được nhận chim cu nhé. Mình đã gửi sáng nay mình đã gửi cho các bạn ấy rồi. Trên Facebook mình có đăng cái tài khoản đấy. Một bạn thì đoán ở trên YouTube. Một bạn đoán ở trên Facebook.
Những đôi mà mình bán, những đôi đặc chủng, đôi mà có bảo hành, một bảo hành giọng thổ mà đôi mã mã to đẹp, thì mình bán là 600 một đôi nha các bạn nhé. Đấy. Đấy. Ví dụ như là em này là em trống này. Đấy. Mình để vào đây. Đấy. Các bạn cứ yên tâm là riêng về cái gì thì mình không dám hứa, nhưng mà riêng chim cu váy thì lúc nào mình cũng hứa mình sẽ phục vụ đầy đủ cho các bác. Mình bán chủ yếu là mình thích bán là bán cả một đôi. Đấy, một phần là để cho các bạn tự nuôi một đôi, xong rồi các bạn cứ nuôi con mái, hoặc là sau này con mái các bạn có thể vào việc của các bạn, mà cũng để tránh tình trạng nhầm nhọt như các bạn lên lấy cả một đôi, tại vì đằng nào mất một công nuôi. Đấy. Còn nếu bần cùng các bạn nhờ mình chọn hộ con trống thì mình sẽ chọn cho các bạn. Tất nhiên là con trống thì nó sẽ ấy hơn, nó sẽ đắt giá hơn. Đấy. Các bạn nên tạo ra một cái này mình cứ gọi như là một cái lôi trẻ con thôi. Đấy. Thực tế là này này, mình thiết kế đấy, các bạn nhìn nhá, đó mình đóng vào đây đấy, như này là các bạn biết là nào không, chống chuột chống mèo đấy, chống chuột chống mèo, và ở phần ngoài này thì mình dán băng dính xung quanh đấy đấy. Nếu mà như hôm buốt quá mình có thể thả cái bóng điện vào đây, nhưng mà không nhất thiết, thời tiết này nó đông nhau này, nó sưởi sưởi ấm cho nhau rất là tốt. Đấy, tí nữa mình sẽ quấn kín băng dính lên phần trên này nữa. Đấy, các bạn nhé. Hoặc là mình sẽ úp cái gì lên trên. Đấy, úp cái thùng giấy lên trên chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy không? Rất là cơ động. Đó. Ở trên mạng thì các bạn cứ vào những cái chi search theo những cái chim cu gáy hay .com thì các bạn biết được là chim cu gáy hay sẽ trên website là chim cu gáy hay .com, còn trên YouTube là chim cu gáy hay, trên Facebook cũng là chim cu gáy hay. Đó. Đấy, các bạn thấy không, nó đông nhau này, nó rất là thuận lợi. Nếu mà các bạn có một con nó nằm này chết lạnh luôn đấy, thì các bạn này phải cho vào cái ấm ủ thắp bóng sưởi. Đấy, các bạn thấy không? Nó khi nó đi ra đi ngoài tự nhiên nó phải lùi ra tận ngoài, nó ỉa, và nó ỉa xong thì nó chạy vào bầy đàn của nó. Đấy, bắt được con mầm mầm này cho con ca ca nó ăn. Con mầm mầm tự nhiên đi nào vào đây mình sẽ cho con ca ca ăn. Ok, cảm ơn các bạn những cái bàn tay rất là thân thiện. Đó. Thì mọi chi tiết các bạn cứ liên hệ cho mình là Thao Chim Cú Gáy Hay nhé. 033 5305 982 và 0989 177 982. Đó. Đây là lúc này là mình vừa cho nó uống nước xong. Uống nước thì mình dùng một cái xi lanh 10. Xi lanh 10 này. Đó, nó có gắn một cái đầu bằng nhựa ống mềm. Thì các bạn nào mà muốn gột những đôi chim non, hoặc các bạn nào muốn nắm bắt về những cái kỹ thuật bón chim non, uống chim non, thì các bạn có thể giao lưu với mình qua các trang mạng xã hội đó. Đó. Các bạn thấy này, khi các bạn lấy dây bóng các bạn căng kín như này thì nó rất là ấm đấy, đấy nó ấm, rất là ấm áp đúng không ạ? Thì khi các bạn kiểm tra ở dưới phần đáy này này, nó ấm, nó khô, các bạn sờ dưới 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 đống này này, nó không bị bết và nó không bị ra mồ hôi
Nếu mà bí quá nó ra mồ hôi là nó sẽ bị thấm ngược lại cơ thể, nó sẽ bệnh bệnh thương hàn luôn. Đấy, các bạn đừng để nó nằm lên trên cái mặt phẳng này. Rồi ok. Đấy. Các bạn có thể chia sẻ giúp cái livestream này. Đó, mình cũng sẽ rất tri ân cho những khách hàng mà thường xuyên theo dõi, thường xuyên chia sẻ, thường xuyên like, thì sẽ có những cái chương trình khuyến mại, chương trình tham gia vui may mắn trúng thưởng nhận chim cu, mà các bạn sẽ là những người sẽ được ưu tiên và sẽ là bạn đồng hành trong cái chủ đề chim cu của mình. Bạn nợ đời hỏi chim trống bao nhiêu anh? Chim trống nếu mà các bạn mua những con tuyển chọn nó khoảng 500 một con. Đấy. Đó. Đấy, các bạn nhìn cho nó rõ cái kỹ thuật này. Đấy. Các bạn nhìn này, các bạn nót đi rơm nó tầm như thế này. Nó phải thoáng ở dưới đáy lên nhá. Đấy, nó đi đáy đi nước phân ra là nó tự nó khác phải đấy. Các bạn khi các bạn kiểm tra này, sờ vào trong cái đống này này, các bạn thấy nó ấm. Ấm như ấm khô nhá, chứ không phải ấm ấm toát mồ hôi ấm ẩm. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy. Thì thường những con to nó sẽ nằm lên trên. Đấy. Nó sẽ rất là ấm đấy. Các bạn thấy chưa? Theo một cái bản năng là tự chúng nó phải sưởi ấm cho nhau. Đấy, con này nó đi, đấy, nó đi lùi ra ngoài, thấy chưa? Giống này nó rất là khôn. Đấy. Nó đi ỉa, nó tự nó chạy ra ngoài, nó ỉa xong nó lại chạy vào trong nhá. Các bạn đừng nghĩ là nó mất mất vệ sinh đâu. Theo cái bản năng là nó sẽ phải ỉa ra khỏi tổ. Cong 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 đuôi ỉa ra khỏi tổ. Đấy, ý thức của con chim rất là lớn. Ý thức rất tốt. Đấy các bạn nhé. Đấy. Biết là chim này phát được từ lâu chưa? Đấy. Các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy rõ. Các bạn nhìn thấy rõ. Mùa này nếu mà món chim thì các bạn phải giữ được nhiệt độ ấm cho nó. Còn về cơ bản thì các bạn thấy là mình đây đây là cái khu này là khu khoảng 100 cái lồng chim, là mình phải phủ bạt như này để cho nó ấm 100 cái luôn. Đây rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Nhà không có gì ngoài lồng chim các bạn ạ. Ngoài chim và lồng chim. Bên mình có trên YouTube có cái trang chim cu gầy hay, ở trên Facebook thế thôi. Các bạn cứ yên tâm là các bạn cứ kết bạn thì mình sẽ giao lưu với các bạn. Lúa này là mình phải nong lúa, lúa hạt rất là mẩy nhá, nong lúa hạt rất mẩy. Nhà lúc nào cũng có một một cây xi lanh. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than.